Đây là bài 36 trong loạt bài Nghe nói tiếng Trung theo giáo trình Hán ngữ, tương với phần tiếp theo của bài 11 quyển 1. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ và. Khứa. Khứa. Từ này có âm Hán Việt là hòa. Mình và bạn. 我和你. 我和你. Mary và Mike. Mã lì hứa mài cửa. Mã lì hứa mài cửa. La Lan và Trương Đông. Lúa lán hứa răng tung. Lúa lán hứa răng tung.